Ba hai, dạ thần phổ đức tịnh quang, phó thác thứ hai, ly cấu địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử biết rõ, chủ dạ thần bà san bà diễn đề, ban đầu phát bồ đề tâm, sinh ra bồ tát tạng, thanh tịnh bồ tát độ, vào bồ tát địa, tu bồ tát hạnh, hành đạo xuất ly, biển quang minh nhất thiết trí, tầm cứu khắp chúng sinh, mây đại bi cùng khắp. Nơi tất cả cõi Phật hết thuở vị lai, thường sinh ra hạnh nguyện phổ hiền. Lúc đó thiện tài đồng tử biết rõ, chủ dạ thần bà san bà diễn đề, ban đầu phát bồ đề tâm, sinh ra bồ tát tạng, thanh tịnh bồ tát lục độ vạn hạnh, và bồ tát địa tu bồ tát hạnh, tu hành đạo xuất ly tam giới, biển quang minh nhất thiết trí, tâm cứu khắp chúng sinh, mây đại bi cùng khắp. Nơi tất cả cõi Phật hết thuở vị lai, thường sinh ra hạnh nguyện bồ tát phổ hiền tu hành và nguyện lực phát ra. Thiện tài từ từ đi du hành đến chỗ dạ thần phổ đức tịnh quang, đảnh lễ ngài, rồi đi nhiễu vô lượng vòng ở trước ngài, chắp tay lại mà bạch rằng: Đức thánh còn trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết bồ tát làm thế nào tu hành bồ tát địa, làm thế nào sinh ra bồ tát địa, làm thế nào thành tựu bồ tát địa. Thiện tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam, đến chỗ chủ dạ thần phổ đức tịnh quang, đảnh lễ ngài, rồi đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, sau đó đứng ở trước ngài chắp tay lại mà bạch rằng: Đức thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết bồ tát làm thế nào tu hành bồ tát địa, làm thế nào sinh ra bồ tát địa, làm thế nào thành tựu bồ tát địa. Đây là ly cấu địa thứ hai, là đủ tịnh thi la, vì liệt khỏi sự sinh khởi hủy vạm hiền phiền não cấu vì tế. Bạn lành là chủ dạ thần phổ đức tịnh quang. Phổ đức là pháp giới tối thắng, vì đức đều đầy đủ. Tịnh quang là biểu thị chánh trí chứng nhập, xa lìa phạm lỗi cấu bẩn. Vị thiện tri thức này, tức là dạ thần tịnh nguyệt đã nói ở trên, là thầy của chủ dạ thần bà san bà diễn đà. Vị dạ thần đáp rằng: lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, này lại hỏi về sự tu hành sinh ra và thành tựu bồ tát địa. Vị dạ thần phổ đức tịnh quang đáp rằng: lành thay, thiện nam tử, người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, này người lại hỏi về sự tu hành sinh ra và thành tựu bồ tát địa. Thiện nam tử, bồ tát thành tựu 10 pháp sẽ viên mãn bồ tát hạnh. Những gì là 10 pháp? Một là được tâm muội thanh tịnh, thường thấy tất cả chư Phật. Hai là được mắt thanh tịnh, thường quán tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật. Ba là biết vô lượng vô biên biển công đức của tất cả Như Lai. Bốn là biết vô lượng biển pháp quang minh của chư Phật đồng pháp giới. Năm là biết mỗi mỗi lỗ lông của tất cả Như Lai đều phóng ra biển đại quang minh đồng số chúng sinh, lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh. Sáu là thấy mỗi mỗi lỗ lông của tất cả Như Lai đều hiện ra tất cả sắc báu quang minh diệm hải. Bảy là trong niệm niệm xuất hiện biển biến hóa của tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới, tất cả cảnh giới chư Phật rốt ráo điều phục chúng sinh. Tám là được âm thanh của Phật đồng với biển lời nói của tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe pháp của tất cả chư Phật ba đời. Chín là biết vô biên biển danh hiệu của tất cả chư Phật. 10 là biết sức tự tại điều phục chúng sinh không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu 10 thứ pháp này thì sẽ viên mãn các hạnh của Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu 10 pháp sẽ viên mãn Bồ Tát hạnh. Những gì là 10 pháp? Một là được tam muội thanh tịnh, thường thường nhìn thấy Bồ đề thân của tất cả chư Phật. Hai là được con mắt pháp thanh tịnh, thường hay quan sát 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm của tất cả chư Phật. Ba là biết vô lượng vô biên biển công đức của tất cả Như Lai, tức là trí thân của Phật. Bốn là biết vô lượng biển pháp quang minh của chư Phật đồng pháp giới, tức là pháp thân của Phật. Năm là biết mỗi mỗi lỗ lông của tất cả Như Lai đều phóng ra biển đại quang minh đồng số chúng sinh, lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh, tức là nguyện thân lỗ lông phóng quang đều vì nguyện xưa. Sáu là thấy mỗi mỗi lỗ lông của tất cả Như Lai đều hiện ra tất cả sắc báu quang minh diệm hải, tức là phước đức thân. Bảy là trong niệm niệm xuất hiện biển biến hóa của tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới, tất cả cảnh giới chư Phật rốt ráo điều phục chúng sinh, tức là hóa thân. Tám là được âm thanh của Phật đồng với biển lời nói của tất cả chúng sinh,
chuyển bánh xe pháp của tất cả chư Phật ba đời, tức là lực trí thân, do viên âm trí pháp nên tận vị lai. Chín là biết vô biên điển danh hiệu của tất cả chư Phật, tức là ý sinh thân của Phật, có thể tùy ý lập danh. Mỗi vị Phật đều có 10 danh hiệu. 10 là biết sức tự tại điều phục chúng sinh không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật. Đây là oai thế thân của Phật. Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu 10 thứ pháp này thì sẽ viên mãn các hạnh của Bồ Tát, vì 10 thân này trong ngoài đều đủ. Nếu truyền niệm thì sao lại tu không thành? Thiện nam tử, ta đã được Bồ Tát giải thoát tên là Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ. Thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát tên là Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, cũng thấy cõi nước thanh tịnh của các đức Phật đó, đạo tràng chúng hội, thần thông danh hiệu, thuyết pháp thọ mạng, lời nói thân tướng, đủ thứ sự khác nhau thầy đều rõ ràng, mà ta chẳng chấp lấy. Tại sao? Vì ta biết các Như Lai chẳng đi, vì cõi đời vĩnh diệt. Các Như Lai chẳng đến, vì thể tánh không sinh. Các Như Lai chẳng sinh, vì pháp thân bình đẳng. Các Như Lai chẳng diệt, vì không có tướng sinh. Các Như Lai chẳng thật, vì trụ pháp như huyễn. Các Như Lai chẳng vọng, vì lợi ích chúng sinh. Các Như Lai chẳng rời đổi, vì vượt qua sinh tử. Các Như Lai chẳng hoại, vì tánh thường không đổi. Các Như Lai một tướng, vì lời nói đều lìa. Các Như Lai không tướng, vì tánh tướng vốn không. Ta thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, cũng thấy cõi nước thanh tịnh của các đức Phật đó, đạo tràng chúng hội, thần thông danh hiệu, thuyết pháp và thọ mạng của Phật, lời nói thân tướng, đều đủ thứ sự khác nhau, ta đều thấy rõ ràng, mà ta chẳng chấp lấy các tướng đó. Ta biết các Như Lai đều chẳng đi, như hoa trong hư không, mặt trăng ở dưới nước, không mà chẳng không, đều là không thể được. Tại sao? Vì ta biết tất cả chư Phật chẳng đến cũng chẳng đi, vì cõi thế gian hoàn toàn khác nhau, chẳng có tướng sinh diệt. Các Như Lai chẳng đến, vì thể tánh của Phật không sinh cũng chẳng diệt. Các Như Lai chẳng sinh, vì pháp thân bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. Các Như Lai chẳng diệt, vì chẳng có tướng sinh, sao lại có tướng diệt. Các Như Lai chẳng thật, vì Phật trụ trong tâm muội pháp như huyễn, nên thấy tất cả cảnh giới đều như mộng huyễn bọt bóng. Các Như Lai chẳng vọng, tức là chẳng thường. Tuy Phật không thật, nhưng cũng chẳng vọng, vì lợi ích chúng sinh không cùng tận. Các Như Lai chẳng rời đổi, vì Phật đã vượt qua luân chuyển sinh tử. Các Như Lai chẳng hoại, vì tánh của Phật hằng thường không đổi. Các Như Lai một tướng, vì Phật cũng chẳng phải là một tướng, cũng chẳng phải tướng khác, lời nói miêu tả đều không ra được. Các Như Lai không tướng, vì tánh tướng vốn không, nhưng cũng chẳng phải một. Thiện nam tử, khi ta biết rõ tất cả Như Lai như vậy, thì môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, phân minh thấu đạt, thành tựu tăng trưởng, suy ngẫm quán sát, kiên cố trang nghiêm, chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, một lòng chẳng động, tu tập sơ thiền, ngừng tất cả ý nghiệp, nhiếp tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, tâm hỷ, vui vẻ, tu đệ nhị thiền, suy ngẫm tự tánh của tất cả chúng sinh, nhằm lìa sinh tử, tu đệ tam thiền, đều ngừng diệt các khổ nhiệt não của tất cả chúng sinh, tu đệ tứ thiền, tăng trưởng viên mãn nhất thiết trí nguyện, sinh ra tất cả các biển tam muội, nhập vào biển môn giải thoát của các Bồ Tát, du hí tất cả thần thông, thành tựu tất cả biến hóa, dùng trí thanh tịnh vào khắp pháp giới. Thiện nam tử, khi ta biết rõ tất cả chư Phật như vậy, thì pháp môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ có thể phân minh thấu đạt, thành tựu tăng trưởng. Ta suy ngẫm quán sát, kiên cố trang nghiêm pháp môn này, chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, lìa khỏi tất cả chướng ngại. Ta dùng tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, một lòng chẳng động, tu tập sơ thiền. Ta lìa khỏi phiền não của mình, mà nhớ lo âu hoạn nạn của chúng sinh, nên sinh tâm vui vẻ. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc địa, nhị thiền là định sinh hỷ lạc địa, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa. Ta ngừng diệt tất cả ý nghiệp, diệt trừ giác quán, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, nội tâm thanh tịnh, không giác không quán, nên tâm hỷ vui vẻ, nên tu đệ nhị thiền định sinh hỷ lạc. Ta suy ngẫm tự tánh của tất cả chúng sinh, xả lìa vui ở trước nhiếp sinh, sau đó ở trong xả này chẳng mất chánh niệm nhằm lìa sinh tử, biết sinh tử không thể vui, tức được vui thật vắng lặng,
nên tu đệ tam thiền, ta hoàn toàn ngừng diệt các khổ nhiệt não của tất cả chúng sinh, xả niệm thanh tịnh không khổ vui, tu đệ tứ thiền. Thấu hiểu tứ thiền rồi, ta tăng trưởng viên mãn nguyện nhất thiết trí thuở xưa, sinh ra tất cả các biển tam muội, nhập vào biển môn giải thoát của các Bồ Tát, du hí tất cả thần thông, thành tựu tất cả biến hóa, dùng trí thanh tịnh vào khắp pháp giới. Hôm nay Phật thất viên mãn, 5 giờ chiều nay đem bài vị vào vãng sinh đường, tối nay bắt đầu đà thiền thất, chúng ta dụng công, đừng cho rằng đà Phật thất nhiều rồi cũng chẳng có cảm giác gì, đà Phật thất nhiều như vậy cũng chẳng khai ngộ. Nhưng bạn phải biết, tuy đà Phật thất nhưng bạn chẳng thấy được Phật, đà thiền thất bạn cũng chẳng khai ngộ, nhưng bạn đang đi trên con đường gặp Phật và khai ngộ. Từ vô thủy kiếp đến nay, vô minh của chúng ta quá nặng, ngu si và đen tối cũng quá sâu. Giống như lớp băng quá dày, dùng nước nóng tưới lên cũng không thể lập tức tan được. Phải giống như lau chùi tấm gương, nay lau chùi, mai lau chùi, lau tới lau lui. Chúng ta ở đây đà Phật thất và ngồi thiền đều đang lau chùi tấm gương. Lau chùi sạch hết bụi bặm trên tấm gương thì tự nhiên sẽ thấy được Phật hoặc khai ngộ. Cho nên cơ hội đà thiền thất và đà Phật thất không dễ gì gặp được. Trong Tùng Lâm Đạo Tràng, một năm không nhất định có mấy lần cơ hội tốt này. Các vị gặp được thiền thất và Phật thất nên thương tiếc thời gian, đừng tùy tiện để nó trôi qua một cách lãng phí. Thiện nam tử, khi ta tu giải thoát này thì dùng đủ thứ phương tiện thành tựu chúng sinh, đó là đối với chúng sinh tại gia phóng dật thì ta khiến cho họ sinh tưởng bất tịnh, tưởng đáng chán, tưởng mệt nhọc, tưởng bức bách, tưởng trói buộc, tưởng la sát, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng không sinh, tưởng chẳng tự tại, tưởng già bệnh chết, tự nơi năm dục chẳng sinh ưa mến, cũng khuyên chúng sinh chẳng chấp vào dục lạc, chỉ trụ pháp lạc, ra khỏi nhà, nhập vào nơi chẳng phải nhà. Có người nói ở trong định nhìn thấy Phật, đây là do định lực hiện ra. Chẳng những bạn được như thế mà ai có định lực cũng sẽ thường thấy được mười phương chư Phật. Bạn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có nói những vị Bồ Tát đó chẳng lìa khỏi tòa ngồi mà thường thấy được tất cả chư Phật mười phương hiện tiền. Phật cũng chẳng đến, Ngài cũng chẳng đi, nhưng đều nhìn thấy được với nhau. Đà Phật thất và đà thiền thất tức là luyện ở trong chánh điện này, giống như dùng lửa nấu vàng để luyện thành vàng thật. Do đó có câu vàng thật chẳng sợ lửa. Vàng thật vốn chẳng sợ lửa luyện, cho đến chữ luyện cũng không còn. Chúng ta đà thiền thất và đà Phật thất đều đang luyện ở đây. Đây là một lò hồng lô thật lớn, đều thiêu sạch tất cả rác rến dơ bẩn trong tâm của bạn. Chúng ta người tu đạo siêng tắc biến, biến tắc hóa. Vọng tưởng của bạn chẳng sợ khởi lên rồi thì sẽ có một sự biến hóa. Có khi biến hóa đi tốt, có khi biến hóa đi không tốt. Nhưng bạn cứ giữ gìn chánh niệm thì nhất định sẽ hóa tốt. Bình thường chúng ta phân ra nam nữ, riêng biệt rõ ràng, nhưng khi đà thiền thất thì đều tụ lại với nhau trong một phòng. Đây tức là luyện, xem thử vọng tưởng của bạn như thế nào. Cho nên đây là lò đại hồng lô dùng để luyện, là một biện pháp rất tốt. Giống như các vị nhìn thấy tôi thì giữ quy củ, chẳng nhìn thấy tôi thì chẳng giữ quy củ, như vậy thì chẳng có ích gì. Bạn chẳng nhìn thấy tôi và nhìn thấy tôi đều phải giữ quy củ thì mới được. Cho nên tôi ôm hoài bão đạo lý này chẳng bằng đến các vị. Các vị muốn học tốt cũng do mình, chẳng muốn học tốt cũng do mình. Do đó có câu sư phụ dẫn đến cửa tu hành tại mỗi người. Mình ăn uống thì mình no, sinh tử của mình tự mình lo. Sư phụ này chỉ bày con đường đi cho các vị phải đi thì sẽ thành Phật, nếu không đi thì cũng tùy các vị thôi. Cho nên tu hành là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tu đạo là rất tự nhiên để tu hành. Tôi từ nhỏ tu hành thì rất hoan hỷ đạo lý tự nhiên, sự việc gì cũng chẳng miễn cưỡng. Đối với người gần phải xa một chút, người xa phải gần một chút, nên biết ân nhân của nước Phật là cửu nhân của nhân gian. Cửu nhân của nước Phật tức là ân nhân của nhân gian, nên phóng tâm ra cho lớn, nhận thức hết thảy tất cả mọi người đều là quyến thuộc của mình. Đừng nghĩ người nào đó là thân thuộc quyến thuộc của mình, phải xem hết thảy mọi người đều là thân thuộc bạn bè của mình. Nghĩ như thế thì giữa ta và họ chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có thân, chẳng có sơ. Bạn một lòng tu đạo tức cũng là trợ giúp hết thảy thân thuộc. Bạn phải chân tu thành đạo rồi
thì sẽ có định lực chân chánh trở lại con thuyền từ bi, đương nhiên sẽ có thể trợ giúp hết thảy chúng sinh. Do đó con người phải tu hành thành Phật, tu hành thành Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. Nếu bạn ở trong định, không thể đến thế giới Ta Bà để giáo hóa chúng sinh, thì như vậy tu hành cũng chẳng có ích gì. Thiện nam tử, khi ta tu giải thoát này, thì dùng đủ thứ phương tiện thành tựu tất cả chúng sinh. Đó là đối với chúng sinh tại gia phóng dật, họ thường phóng dật, không giữ quy củ, thì ta liền vì họ nói bốn niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, lại nói đủ thứ pháp môn quán bất tịnh, khiến cho họ sinh ra tưởng thân thể là bất tịnh, tưởng đáng chán. Đối với tất cả sự việc thế gian, sinh ra tưởng mệt nhọc, tưởng bức bách, cảm thấy tất cả thế gian đều là tánh bức bách đầy rẫy sự thống khổ. Tưởng trói buộc, cảm thấy ở tại gia chẳng được tự do, giống như bị công cụm trói chặt, giống như ở trong nhà tù. Tưởng la sát, lại cảm thấy người nữ tại gia giống như quỷ la sát, uống hết tinh khí máu huyết của mình. Người nữ tưởng người nam cũng giống như là sát vương, cướp đi bảo bối của mình. Tưởng vô thường, lại cảm thấy đời người là vô thường, chẳng biết lúc nào sẽ chết. Tưởng khổ, tất cả thế gian đều là khổ, chẳng có gì vui hết. Tưởng vô ngã, vốn chẳng có một cái gì là của mình, thì sao lại phải cực nhọc về nó. Tưởng không, tất cả sự vật giống như hư không, chẳng có thật tại. Tưởng không sinh, tất cả đều không sinh, chẳng có gì chẳng được. Tưởng chẳng tự tại, tất cả đời người đều chẳng tự tại, phải dùng hạnh khổ để đổi lại. Tưởng già bệnh chết, sinh ra chẳng bao lâu, thì già đi thì lại có bệnh, bệnh rồi lại chết. Ta tự nhiên đối với nam dục, chẳng sinh ưa mến và chấp trước. Ta cũng khuyên tất cả chúng sinh chẳng chấp vào cảnh giới nam dục lạc này, chỉ trụ nơi pháp lạc mà phát tâm xuất gia tu hành, nhập vào nơi chẳng phải nhà, chẳng còn gia đình của mình nữa. Nếu có chúng sinh ở chỗ không nhàn, thì ta vì họ ngăn dứt các âm thanh ác. Lúc ban đêm yên tĩnh, thì ta vì họ nói pháp thâm sâu, ban cho họ thuận duyên tu hành, mở cửa xuất gia, chỉ bày con đường chân chánh. Vì họ làm ánh sáng, trừ diệt đen tối chướng ngại cho họ, diệt trừ sợ hãi của họ, khen ngợi nghiệp xuất gia, khen ngợi Phật Pháp Tăng và thiện tri thức, đủ các công đức, cũng khen ngợi hạnh gần gũi thiện tri thức. Nếu có chúng sinh ở chỗ không nhàn để tu hành, thì ta vì họ ngăn dứt các âm thanh ác chung quanh bốn phía. Lúc ban đêm yên tĩnh, thì ta vì họ nói pháp thâm sâu vi diệu, ban cho họ đủ thứ thuận duyên tu hành. Ta vì họ mở cửa xuất gia, khiến cho họ xuất gia tu đạo, chỉ bày cho họ con đường chân chánh. Ta vì họ làm đuốc lớn ánh sáng, trừ diệt đen tối chướng ngại cho họ, diệt trừ tư tưởng sợ hãi của họ, mà khen ngợi nghiệp xuất gia, khen ngợi Phật Pháp Tăng Tam Bảo và hết thảy các bậc thiện tri thức, đầy đủ tất cả công đức, ta cũng khen ngợi hạnh gần gũi thiện tri thức. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta tu một giải thoát, thì khiến cho các chúng sinh chẳng tham phi pháp, chẳng khởi tà phân biệt, chẳng làm các tội nghiệp. Nếu ai đã làm thì đều khiến cho họ ngừng lại. Nếu ai chưa sinh pháp lành, chưa tu hạnh ba la mật, chưa cầu nhất thiết trí, chưa khởi đại từ bi, chưa tạo nghiệp trời người, thì ta đều khiến cho sinh ra. Nếu đã sinh ra rồi thì khiến cho tăng trưởng, ta ban cho nhân duyên thuận đạo như vậy, cho đến khiến cho thành tựu trí nhất thiết trí. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta tu môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ, thì khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh chẳng khởi tâm tham phi pháp, chẳng khởi tâm tà tri tà kiến phân biệt, chẳng làm các tội nghiệp ác. Nếu chúng sinh đã sinh tâm tham tà kiến phân biệt và làm tội nghiệp, thì ta đều khiến cho họ ngừng lại. Nếu ai chưa sinh pháp lành, chưa trồng căn lành, chưa tu hạnh ba la mật, chưa cầu nhất thiết trí huệ, chưa sinh khởi pháp đại từ bi, chưa tạo phước nghiệp trời người, thì ta đều khiến cho họ sinh trưởng căn lành. Do đó, người chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, đã thành thục thì khiến cho giải thoát. Nếu đã sinh căn lành rồi, làm đủ thứ việc lành, thì ta khiến cho họ tăng trưởng tất cả căn lành. Ta ban cho chúng sinh đủ thứ nhân duyên thuận đạo như vậy, cho đến khiến cho chúng sinh thành tựu trí huệ nhất thiết trí. Thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tĩnh Thiền Định Lạc Phổ Du Bộ này, như các đại Bồ Tát đầy đủ hết thảy hạnh nguyện phổ hiền, thấu đạt tất cả vô biên pháp giới, thường hay tăng trưởng tất cả căn lành, chiếu thấy tất cả Như Lai trí lực, trụ nơi cảnh giới của tất cả Như Lai, luôn ở nơi sinh tử mà tâm chẳng chướng ngại,
sớm đầy đủ nguyện nhất thiết trí, khắp đi đến tất cả thế giới, đều quán thấy được tất cả chư Phật, khắp nghe thọ được tất cả Phật Pháp, phá được si tối của tất cả chúng sinh, ở trong đêm dài sinh tử, sinh ra nhất thiết trí huệ quang minh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát Tịch Tĩnh, thiền định lạc phổ giúp bộ này, như các đại Bồ Tát đầy đủ hết thảy hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, và phát đại nguyện thấu đạt tất cả cảnh giới của vô biên pháp giới chúng sinh, căn tánh ưa thích. Bồ Tát tu hành rất tinh tấn, chẳng thối chuyển, nên căn lành thường tăng trưởng. Các ngài chiếu thấy trí huệ mười lực của tất cả chư Phật, trụ nơi cảnh giới của tất cả Như Lai. Các ngài luôn ở nơi sinh tử mà trong tâm chẳng chướng ngại, tuy còn sinh tử nhưng đó là thị hiện sinh tử, nên không có sự chướng ngại. Các ngài sớm đầy đủ nhất thiết trí và huyện xưa đã phát, khắp đi đến tất cả thế giới, đều quán thấy được tất cả chư Phật. Bất cứ vị Phật nào giảng kinh thuyết pháp, ngài đều lắng nghe thọ trì được, phá tan được ngu si đen tối của tất cả chúng sinh ở trong đêm dài sinh tử, sinh ra nhất thiết trí huệ quang minh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, cách đây không xa, bên phải Bồ Đề Tràng, có một vị dạ thần tên là Hỷ Mục quán sát chúng sinh. Người đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện nam tử, cách đây không xa, phía bên phải Bồ Đề Tràng, có một vị dạ thần tên là Hỷ Mục quán sát chúng sinh. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ vị dạ thần Phổ Đức Tịnh Quang muốn thuật lại nghĩa của giải thoát này, vị thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng,